Kính thưa quý vị các bạn, trước mặt quý vị các bạn là con Toyota xe điện nha. Cái mã của nó là BZ4X. Đó, như vậy thì con xe điện này chắc chắn là bản thương mại rồi, vì mình thấy tất cả những cái cấu hình của nó, các cái chi tiết của nó hoàn toàn có thể lăn bánh như thị trường được. Đặc biệt là cái gương chiếu hậu là biết có xe này là xe thương mại rồi, mà không biết khi nào nó bán ra thôi, nghe nói chắc là đầu năm sau. Nà, giá của nó hình như đâu đó khoảng vài tỷ đó, mà không biết nhớ lầm không, quý vị nào biết giá cụ thể lăn bánh quý vị comment phía dưới giùm mình nha. Đó, tiếc là mình không quay được phía sau đuôi, chắc là đi qua phía sau quay một góc của đuôi thôi. Cái bộ chấu là 5 chấu kép, 2, 4, 5 chấu kép. Đó, rất là đã luôn, xe điện nha quý vị. Electric, có cái chữ electric đằng này. Đây, electric quý vị ha. Đó. Rồi, mình cùng qua đằng sau để mình xem xe như thế nào nha quý vị. Dạ. Lên đây. Ai người ta không có cho lên cho nên mình chỉ quay được một góc của cái đèn hậu thôi. Đây đèn hậu, theo mình thấy thì nó chạy dọc ra từ bên trái qua bên phải luôn quý vị nha. Có một cái cánh gió phía trên rất là đã. Xe này là xe 4 chỗ quý vị ha, 4 chỗ hành khách, 1 tài xế. Quý vị thấy sao về con xe điện của Toyota này, quý vị comment phía dưới nha.